mấy bạn ơi, mấy bạn ơi, video này chỉ mang tính chất giải trí. Sau những giờ làm việc và học tập mệt mỏi, không cổ xí cho bất kỳ hành động xấu nào hết. Và tuyệt đối không được bắt chước làm theo dưới mọi hình thức luôn nha. Còn bây giờ thì chúc mọi người xem video vui vẻ nha. Shop Robi TV Roblox.com. Shop bán gạch Roblox Love Food giá rẻ, cày thuê siêu tốc, Robot 120 giờ. Và có cả Game Pass giá rẻ. Còn có rất là nhiều ad Roblox Love Food giá cực kỳ là hời mà lại rất là phải chăng. Chỉ có mặt tại shop của tôi. Và khi mọi người mua hàng ở shop tôi, các bạn hãy nhớ là nhập ngay mã code Ruby đẹp trai để có thể mà được giảm ngay 10% tất cả những sản phẩm trong shop của tôi luôn nha. Đường link shop của mình sẽ để dưới phần mô tả và phần bình luận nha. Nhớ ủng hộ tôi để tôi có tiền ăn mì gói. Qua ngày gia mini, cảm ơn mini rất là nhiều. Trời ơi là trời, cái gì mà lâu lắc quá vậy trời. Trời ơi, ông Sigo nói là anh em ơi, đợi anh 5 phút cái anh ra liền. Mà bây giờ là 5 tiếng rồi còn tôi còn chưa thấy cái bản mặt ông đi ló đầu ra đây nữa. Trời ơi là trời, cái gì mà lâu lắc đàn ông con trai gì đâu mà kỳ cục ghê luôn à. Mình phải đi vô mình kêu ổng mới được. Anh Go ơi, xong chưa? Đội điện không bao giờ bắt máy hết luôn các bạn ơi. Go ơi, xong chưa? Ủa? Ủa ông đâu ta? Ủa tôi tưởng ông nói là ông đang trong phòng hai đồ mà sao tôi vô phòng đâu không thấy ông ta? Ủa? Go ơi, có giải sinh không anh? À, không có luôn. Ủa đi đâu mất tiêu rồi cha nội này thiệt chứ. Trời ơi là trời. Trời ơi tivi em còn chưa tắt luôn kìa. Cái gì đâu mà sắp không bao giờ tiết kiệm điện gì hết trơn luôn trời. Ôi, mình còn phải đi qua tắt tivi giùm cho ổng nữa. Ủa ông Go ông đang xem cái bộ phim gì vậy ta? Cái gì mà bộ phim tên là One Piece là phim gì vậy ta? Này là phim hoạt hình đó ta, mình chưa bao giờ mình xem luôn mọi người ơi. Úi giời mọi người ơi, đây là bộ phim One Piece. Mình mấy nay hèn chi mấy nay tôi thấy ông Gôn ngồi xem quá trời xem luôn. Nhưng mà tại vì mình cũng chưa bao giờ mình ngồi mình xem một bộ phim hoạt hình One Piece gì đó luôn á mọi người. Ủa cái gì mà sao nó hiện lên cái dòng chữ là đừng xem nữa nếu không bạn sẽ bị lạc vào thế giới này. Ủa cái gì mà lạc vào thế giới là sao vậy? Ngồi xem phim cũng lạ. Ủa cộng điểm tim nè mọi người ơi, cộng điểm đừng cộng báo nè. Rồi tôi
tôi qua tôi solo với mũ đó luôn nè. Ok, ăn đồ để hồi máu các bạn ơi. Oh my god, cái mũ này để tôi đứng trên đây. Tôi đứng trên đây tôi không đánh được. Ai da. Ủa, quỷ nào bắn tôi vậy? À! Rồi xong. Rồi hãy tặc cái con mũ này quánh nhau các bạn ơi. Rồi quánh nhau đi. Hai đứa này quánh nhau đi. Đó tao ngồi tôi xem thôi. Rồi tôi xem anh em tôi. Rồi tôi xem đúng rồi. Quánh nhau đi, choản nhau đi. Oh my god. Oh my god, tôi đang ngồi tôi xem mà quánh nhau cái mũ vập thì gần ngẫm tới nơi. Gọi đi bạn, cái mũ này gần ngẫm tới nơi rồi. Bọn nhỏ hải tặc này vẫn đứng vui vẻ hồn nhiên luôn á anh em ơi. Rồi ngẫm coi, ngẫm coi còn một phát. Rồi xong luôn. Quay. Ai da, rồi nó tới nó bắn tôi gọi anh em ơi, bà nội nó thiệt đó chứ. Này hả bưởi. Này thì nè, rồi oh my god. Tôi lấy được quay một chiếc nón các bạn ơi, cộng 3 nè. Ui, cái mũ này quay, cái mũ này giúp tôi cộng 3 giáp nó hơn cả cái giáp sắt của tôi luôn mọi người ơi. Rồi ở đây là mình có một cái gương, cần phải có chìa khóa mới mở được các bạn nè, cần phải có chìa khóa mới mở được. Nè thôi kệ, cứ giữ lại đi em ơi, giữ lại. Ok, ngon đấy. Vậy là xung quanh đây sẽ có là xuất hiện rất là nhiều gương luôn. Bây giờ tôi vẫn chưa nâng điểm được cái gì luôn anh em ơi. Bây giờ làm sao để nhảy lên đây được ta? Thôi đi cao thế. Ơi, ở đây tôi thấy có một cái con cá mập nè anh em ơi. Quýnh đây mình lấy thêm kinh nghiệm các bạn ơi. Lấy thêm kinh nghiệm ấy. Mày hả bưởi? Oh my god, ok. Để mình đi quánh thêm mấy cái người, mấy con khác để mình có điểm để mình cộng cái anh em ơi. Ở đây còn có cả cái con hippo hả? Hippo là cái này là cái con hà mã phải nhờ. Quá dễ thương vãi chữ luôn các bạn. Ui, cứa nào vậy? Sky by my chain hả? À, cứa này dùng tiền để đổi đồ. Tiền ở trong thế giới của Quanh Bi gọi là belly các bạn ơi. Mình bây giờ tôi chỉ đang có 7 belly thôi. Cho nợ thiếu được không? Nhiên đi sổ được không? Chứ cứa này nó cho rồi đó anh em ơi. Ui ơi, con gấu. Con gấu này nó gượt tôi anh em ơi. Ui thôi, tôi thấy con gấu này nó nguy hiểm quá. Thôi tao xách quần tao chạy chứ. Quay, con cứa nào trong đây vậy ta? Từ cứa vào đây. Hello. Cái gương mặt này nhìn quen nha. Đi ra đây. Cái ông này ở trong Quanh Bi tên gì tôi quên. Tại vì tôi không có xem Quanh Bi nhiều nên là tôi không có biết. Nếu mà tôi có nói sai tên thì tôi có gì tôi xin lỗi mọi người luôn nha. Đó, ai biết cái ông này tên gì các bạn hãy comment phía dưới video luôn nha. Ông này tên là cái gì nhờ? Slater Riley. Đó, theo như tôi nhớ là vậy. Hình như là cái gì? Riley for Haki. Ông này sẽ dạy cho mình Haki nhưng mà mình phải làm nhiệm vụ cho ông. Ok, accept thử. 5 minutes later. Theo như mà thông tin tôi lên Google tìm để học được Haki vũ trang của Riley thì chúng ta phải tiêu diệt được 20 con zombie đó mà lấy được 20 miếng thịt zombie. Nhưng mà tôi chưa kịp làm nhiệm vụ cho ông Riley là ông biết được mục tiêu rồi. Đã ra tôi tìm tôi không thấy luôn á. Phải ra trưởng thiệt sự chứ, cứ là chạy đi nhanh thiệt chứ anh em ạ. Đằng kia hình như là có một con fly. Sorry mọi người vì mình không có xem Quanh Bi nhiều nên là mình cũng không rõ về các nhân vật Quanh Bi như thế nào. Nên là mọi người nếu mà biết nhân vật này có sức mạnh gì trong Quanh Bi, mọi người nhớ comment phía dưới cho tôi biết cái nha. Rồi sao tao quánh nó đây trời ơi. Rồi sao tao quánh nó đây. Rồi lên đi cưng. Lên đây lẹ lên. Trời ơi nhìn cái gì. Oh my god. Ok bây giờ đang là nó đang có là 240. Ây da. Tôi vừa mới kinh thường. Trời ơi đúng là không nên kinh thường anh em ạ. Tăng điểm máu lên cái anh em ơi. Nguy hiểm quá. Nguy hiểm quá các bạn ạ. Nguy hiểm vãi chưởng luôn trời với anh em. Nguy hiểm vãi chưởng luôn. Bây giờ tôi để tôi cố gắng tôi tăng lên hết máu rồi tôi cái đã. Oh my god. Nó dùng chiêu. Nó dùng chiêu. Ôi ơi nãy giờ sao tôi hình như tôi không có trái ác quỷ với anh ta. Hình như tôi chỉ đang có tộc với các bạn ơi. Mà tôi cũng lên vừa lên trang Google thì đây tôi đang sở hữu là tộc cá mọi người ạ. Đó. Oh my god. Ok, mày hả bưởi? Tao nhịn mày nãy giờ rồi nha. Oh my god, tôi biết ông này các bạn ơi. Ông đó hình như tên là Spock bị phải các bạn ơi. Oh my god, ông đó mạnh lắm anh em. Ông đó mạnh lắm. Hiện tại là mình cái star mình đang yếu nữa. Rồi với máu của mình đó anh em ạ. Không chơi được. Oh my god, có làng anh em ơi, có làng. Khi mà chúng ta thấy làng thì việc đầu tiên của chúng ta đó chính là nhặt được của gơi, tạm thời bỏ túi. Đó, thấy cái gì là lụm hết. 1 minute later. Rồi thôi là tôi đã biết là trong cái làng này nó phế vãi chữ luôn anh em, nó không có cái gì hết. Thôi coi như mình lấy đồ ăn trước đi anh em ạ. Phải có cái gì đó bỏ vào mồm trước rồi mình tính gì tính anh em ơi. Oh my god, súng này tôi xài được mấy má, súng này tôi xài được. Tôi cũng có thể tăng điểm súng ở dưới đây luôn nè. Đó. Và bây giờ là mình có thể là tăng điểm kiếm của mình cho nó mạnh lên tí. Ok, tôi bắn bà này được không ta? Hay được luôn này. Quay, súng bắn xa phết đấy nhờ. Oh my god, tôi nghĩ là tôi nên tăng cho tôi cái điểm xài kiếm anh em ạ. Bây giờ mình đang có 3 điểm nè, mình sẽ tăng
điểm máu đi. Đấy, rồi, ok. Nói chung là xài kiếm quánh cho nó dễ. Không có cái khiên nữa chứ anh em ơi, vãi chưởng thực sự. Ok, tạo cái khiên, rồi, oh my god, rồi. Bây giờ tôi tăng điểm kiếm để tôi quánh mấy đứa này anh em ạ, để tôi quánh cho nó dễ hơn đi, chứ không có điểm kiếm vô tôi cũng sợ vãi. Sau một phút tôi lên Google thì tôi đã tìm ra được cách để có thể làm được một chiếc chìa khóa của anh em ạ. Vãi chưởng thực sự luôn, trời ơi, rồi, ok, có chìa khóa rồi, để tôi thử mở cái gương này ra cái, quay. À, mở cái gương sắt thì nó sẽ ra đồ xịn hơn là cái gương kia. Ui ôi, ra cái dĩ nhờ này nó ra. Quay, kim cương anh em ơi, vãi chưởng. Wow, oh my god, nó ra kim cương anh em ạ. Rồi, tôi nghĩ là cái con đường hai trai của tôi nó bắt đầu hiện hữu trong đầu tôi rồi anh em ơi. Con đường hai trai đã bắt đầu tiếp sức cho tôi rồi anh em ạ. Ui ôi, phía trước hình như là cái đó là như là hải quân với anh ta. Hình như là cái chỗ của hải quân anh em ơi, tổng bộ hải quân với anh ta. Hình như cũng không phải là tổng bộ hải quân, mấy từ từ để mình đi qua đây xem thử cái. Ui ôi, nhưng mà trước tiên là tôi phải tiêu diệt những đứa ở ngoài đây trước cái rồi tính anh em ơi. Mà và mình sẽ đi vô để mình tìm gương anh em ạ. Mày hả bưởi, ui ôi mạnh phết nha. Quay, hình như đây là, trời ơi, đây mạnh phết luôn anh em ạ. Ok, có mẹo chơi hết, qua đây bro. Qua đây đấy, ui ôi, đi nhanh thế, đi đâu mà vội mà vàng. Ba đứa đứng ở đây luôn đây, ui ôi, giờ ngồi quánh tụi nó à. Ôi gách, tôi lượm được một cái mũ hải quân. Không, tôi không làm hải quân, tôi phải làm hải tặc. Và tương lai của tôi sẽ là hồi ra định nói vua hải tặc mà sợ thôi, mà sợ không làm được. Thôi nào làm được thì mình nói gì. Ok, đây có rương không ta? Đây, có gương. Ok. Tôi sẽ lấy hết những cái gương sắt này tôi đem về, tôi ra cha đây. Và bây giờ tới tôi, mình đi sưu tầm thêm gương cái đẹp ơi. 5 minutes later. Ê, đây mới đúng là tổng bộ hải quân nè anh em. Ê, mới đúng là tổng bộ hải quân nè mọi người ơi. Rồi, ok. Ui ôi, đông quá. Ôi gần, tôi thấy Sengoku. À, tôi biết Sengoku nha. Sengoku là đô đốc anh em ơi. Anh em nhìn đi, 400 máu kìa. Ai chơi lại với ông? Trời ơi. Thôi rồi, lượm ơi rồi, chơi ngu có thưởng rồi. Rồi đi luồng cửa sau anh em ạ, đây, đi luồng cửa sau vô đây, đi tìm gương là chính để mình ra cha thôi các bạn ơi. À đây, có gương, ok. Quay, nhiều gương phết mọi người ơi, nhưng bây giờ mình chưa có làm cái chìa khóa nữa. Mình lấy gương trước đi, người tính. Ở trong cái chỗ của hải quân này, nhiều gương vãi nồi luôn mọi người ơi, rất nhiều gương luôn nha. Hello đấy. Ủa cái gì đấy, giật mình, ủa nó bắn mình anh em ơi, oh my god. Hải quân chém nhau. Hải quân đã kích nhau kìa anh em ơi, vãi chưởng. Thế thì nó lại quá tuyệt vời cho tôi rồi. Lấy hết mấy cái gương sắt về làm ra cha anh em ơi, cho vui. Bây giờ là mình sẽ tẩu thoát bằng đường cửa sổ, tại vì ở ngoài có ông đô đốc các bạn ơi. Với cái sức mạnh và năng lực hiện tại của tôi là tôi không chơi nổi cái ông đô đốc đó rồi. Rồi, oh my god, ok. Bây giờ là mình sẽ tạm trú về làng. À đâu, mình có thể ở trong đây để mình có thể ganh đâm gương được mà nhờ. Ừ hên, tại sao tôi đi ra ngoài chi vậy ta? Rồi, để mình làm chìa khóa cái bạn ơi. Để tôi ngồi cái chìa khóa cái bạn ơi. Rồi ok, làm được đúng một cái luôn rồi đây mà phải chưởng. gương kia ngự ở trên tường, gương kia. Wow, một cái trái ác quỷ kìa anh em ơi. Là trái gì đây? Google Nomi hả? Theo như mà tôi vừa lên Google search thì đây là trái Google Nomi của hệ Paramecia các bạn ơi. Đó, và trái này yếu vãi cả chưởng. Phế vãi đòi luôn á. Và trái này thuộc sở hữu của nhân vật có tên là Edgaro các bạn ơi. Đó, tôi không xem quanh bi nhiều, nhưng mà tôi xem được chỉ Google. Rồi ok, từ để mình random. Ui ôi, hết rồi anh em ơi. Từ hết chìa khóa, tạo cái chìa khóa khác. Rồi ok, mở. Để coi mình có ra trái quỷ nữa không nhờ. Ui, không ra trái quỷ nữa anh em ạ. Vãi chưởng, gì mà xui thế nhờ. Rồi bây giờ là mình sẽ ăn thử cái trái thôi, coi như có còn hơn không các bạn ơi. Có còn hơn không? Rồi ăn trái Google Nubi vô nào. Ok. Và cái trái Google Nubi này có sức mạnh cho chúng ta là tạo ra một cái nguồn âm thanh phát ra từ cái mệnh tôi rồi. Chiêu dách là ok. Quay. Chiêu X mình vẫn chưa sử dụng được. À đây rồi. À chiêu X vừa mới sử dụng luôn rồi các bạn ạ. À. Rồi chiêu dách vẫn chưa sử dụng được. Rồi phải để cái stamina. À cái này là gọi là stamina các bạn ơi. Chiêu dách. Ồ, phát ra từ cái miệng mình các bạn ơi. Coi như có còn hơn không anh em ơi. Rồi đây bây giờ tôi test thử cái sức mạnh của cái trái Google Nubi này xem để coi nó phế như nào. Ok. Rồi để tôi bật lên nè. Yes. Ok. Quay. Nói chung là cũng tạm được cái này. Ui cái gì đấy. Ui.
mình chơi lại cưới này không? Ui ôi, nó đang gai chiêu mình kìa anh em ơi. Oh my god. Ui ôi, đúng là cháy khói anh em ạ. Ui ôi, thôi anh ơi, anh trai ơi,